Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh bán hàng của em. Em mua ô tô chuyên mua bán thuộc cũ toàn quốc. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, em lại tiếp tục lên sóng cho các bác xem và tham khảo một loạt ô tô cũ giá rẻ hiện tại đang có ở bên em các bác nhé. Thu hồi vốn đó. Nhiều mẫu xe là bên em hôm nay là sẽ bán là thu hồi vốn và cắt lỗ luôn cho các bác nhé. Đó, tại vì sao là vừa rồi là chỗ em lại ảnh hưởng chút dịch Covid thôi nhé. Đó nên là không có lên video được những cái mẫu xe nào thôi nhé. Lâu lắm rồi nhé, lâu lắm rồi thì hôm nay là chính ra là gần 2 tháng thôi nhé. Đó, gần 2 tháng rồi các bạn. Cũng rất là nhiều mẫu xe mới về nhá. Đó, có một vài mẫu xe mới về. Và có một vài mẫu xe là cũng đã lâu rồi các nhá. Nên là hôm nay là em sẽ bán là thu hồi vốn các nhá. Đó. Thu hồi vốn và nhiều mẫu xe là em sẽ bán là cắt lỗ luôn các nhá. Rất là nhiều xe nhá. Đó. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Bên ngoài này còn mẫu xe nữa các bác nhé. Bên ngoài này còn mẫu xe nữa này. Đây như mẫu Innova này cũng mới về này các nhá. Đó, mẫu Innova này cũng mới về này. Đó. Mẫu Mazda 6 này cũng mới về này các nhá. Mấy mẫu xe này cũng là mẫu xe mới về này các nhá. Đây mẫu xe Ford Fiesta là cũng mới về này các nhá. Có vài mẫu xe mới về các nhá. Đây mẫu xe này cũng mới về đây nhá. Đó, mẫu xe này cũng mới về đây. Hôm nay em sẽ bán nói chung là một cái giá phải nói cực kỳ hợp lý thôi nhá. Đó, cực kỳ hợp lý luôn. Và đảm bảo xe tất cả bên em bán ra những cái mẫu xe bên em đều có cam kết các nhá, cam kết là xe là không lỗi các nhá. Đó. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc các nhá. Đó. Các bác miền Bắc mà bận thì không đến được thì có thể là cọc thì bên em có thể ship tận nơi cho các bác nhá. Đó. Các bác nào ở ngoài Bắc mà rảnh thì có thể đến qua cửa hàng xem xe và lấy xe luôn thôi nhá. Đó. Còn tất cả các bác nào ở trong miền Nam thôi nhá. Thì là phí vận chuyển thôi nhá là 5 triệu thôi nhá. 5 triệu vận chuyển. Nói chung là tất cả những mẫu xe nhá, tất cả những mẫu xe bên em nhập vào, bên em đều có bên kỹ thuật là tuyển chọn rồi, có nhá, tuyển chọn rồi, xem rất là kỹ rồi coi nhá. Hơn chục mẫu xe coi nhá. Ừ.
Vâng, sau đây em sẽ đi vào báo giá từng cái mẫu xe một cho các bác nhé. Đó. Vào đây. Em sẽ đi vào báo giá các bác nhé. Cái mẫu xe Mercedes này đầu tiên các bác nhé. Thì trước mắt các bác là mẫu xe Mercedes các bác nhé. C180. Đời 2004, form mới các bác nhé. Đó, đời 2004, form mới. Số tự động các bác nhé. Đó, số tự động. Thì cũng là Mercedes C180 nhưng mà nhiều cái mẫu xe là form cũ nhá. Đó, nhưng mà đây là đời 2004 nên con này đã hoàn toàn lên form mới rồi nhá. Đó, và mặt ga lăng này chủ xe cũng độ thêm. Các bác nhá, độ thêm cái mặt ga lăng này cũng nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Thì con này biển Hà Nội này, nên là tất cả các bác nào ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội là mua con xe này là đỡ được 20 triệu tiền biển thôi nhá. Còn tất cả các bác tỉnh lẻ thì mua xe nào cũng được và biển số nào cũng được các nhá. Đó là em tư vấn luôn. Sau đây em sẽ quay tất cả những mẫu xe và em cũng quay sơ qua và báo giá thôi nhé. Đó. Để cho các bác biết là những bên em còn những cái mẫu xe nào các nhá. Còn các bác nào quan tâm đến cái mẫu xe nào và muốn xem cái video chi tiết cụ thể cái mẫu xe đó các nhá, thì là có thể liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi trên nhan đề các nhá. Thì em sẽ gửi video qua cho các bác nhé. Đây các bác xem. Nội thất đây ạ. Em xin lại đó. Em xin lại, đây là mẫu xe Mercedes C180 đời 2004, form mới các bác nhá, số tự động. Đó, động cơ cái dòng này là 1.8 thôi. Đó. Đây các bác xem. Tất cả đây ạ, phần vô lăng rất là đẹp này, các bác nhìn này. Em báo giá luôn cho các bác, cái mẫu xe này là chỉ có 175 triệu thôi nhá. Đó, giá nói chung là quá rẻ rồi nhá, quá hợp lý rồi nhá. Form mới nhá, form mới. Đó, chủ xe độ thêm cả màn hình cam lùi rồi nhá. Đó, còn nguyên bản thì nó không có màn hình như này đâu nhá. Dòng này được trang bị ngập tràn công nghệ các nhá, 6 túi khí an toàn các nhá. Đó, 6 túi khí an toàn. Phanh ABS 4 bánh các nhá. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện các nhá. Đó. Hai ghế trước là chỉnh điện 6 hướng các nhá. Đó, 3 chế độ nhớ ghế đầy đủ hết, vô lăng tích hợp bàn phím. Chủ xe độ thêm màn hình cam lùi và cam hành trình đầy đủ hết các nhá. La răng đúc coi nhá. Dòng này thì là quá hiện đại rồi coi nhá. Không thiếu gì cả, đầy đủ hết những chức năng an toàn. Dòng này lên điều hòa tự động coi nhá, điều hòa tự động và chốt cửa tự động. Nói chung là về cái option hiện đại của cái mẫu xe này thì chả thiếu gì coi nhá, đầy đủ hết. Xe bên em bán ra đều có cam kết là xe không lỗi coi nhá, không đâm đụng, không ngập nước coi nhá. Bên em đều tuyển chọn rồi, lựa chọn những cái mẫu xe nói chung là chất lượng rồi các bác nhá. 175 triệu các nhá. 175 triệu. Vâng, tiếp tục em báo giá thêm một mẫu xe nữa nhá. Đây là mẫu xe Innova nhá. Innova được sản xuất năm 2010, bản G xịn các nhá, bản G xịn, không taxi, không dịch vụ các nhá. Đó, chuẩn xe gia đình 100% luôn các nhá. Xe còn rất là đẹp luôn ạ. Mẫu xe này là mới lấy về luôn đó nhá, chưa lên sóng luôn ạ. Mới lấy về chưa lên sóng luôn các nhá. Đó. Vâng, vừa em nghe cuộc điện thoại các nhá. Đó, vừa em nghe chút cuộc điện thoại. Đó, em tiếp tục là quay cho bác xem cái mẫu xe này các nhá. Đó. Em xin lại, đây là mẫu xe Innova 2010. Số sàn bản G xịn các nhá. Đó, biển số cũng rất đẹp đúng không ạ? Đó, phát lộc phát tài các nhá. Thì cái dòng Innova này các nhá. Cái dòng Innova này thì là một trong những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi khá là thông dụng các nhá. Đó. Được rất nhiều người ta
thích cái mẫu xe này các nhá, nó rất là bền bỉ luôn ạ. Innova 2010 các nhá, bản G xịn, số sàn các nhá. Đó, cái dòng xe này là động cơ 2.0 các nhá. Đó, 2.0 ạ. Xe không taxi, không dịch vụ các nhá. Đó. Máy số zin, keo chỉ zin các nhá, đảm bảo xe gia đình 100% luôn các nhá. 2010 G xịn các nhá. Đây các xem, từ phần mạng chrome đây, phần đèn đây rất là sáng sủa này, nguyên bản này. Từ phần mạng chrome đằng sau đây ạ. Đèn đóm rất là sáng sủa này. Chủ xe độ thêm cả cam lùi đấy ạ. Những cái này chủ xe độ thêm các nhá. Chủ xe độ thêm màn hình cam lùi và cảm biến lùi này, các nhìn này. Chi tiết này là cảm biến lùi này các nhá. Và em đưa ra một cái giá phải nói là cực kỳ hợp lý các nhá. Em báo giá luôn là mẫu xe này bên em bán giá là chỉ có 275 triệu thôi các nhá. 275 triệu. Một cái giá là vô cùng hợp lý rồi các nhá. Đó, về cái độ chất lượng của cái mẫu xe này bên em đều có cam kết luôn các nhá. Là xe không đâm đụng, không ngập nước. Máy zin keo chỉ zin các nhá. Đó, xe cực đẹp luôn ạ. Em đảm bảo thôi là không có chỗ nào để kiếm được cái mẫu xe đời 2010 G xịn mà xe chất lượng như này mà rẻ như thế này, nó thật sự các bác là rất là khó nhá. Không có chỗ nào là bán rẻ như này luôn các nhá. Một cái giá là rất là hợp lý rồi các nhá. Nội thất đây các nhá. Thì dòng này được trang bị hai vùng điều hòa các nhá, nên là về cái độ điều hòa thì rất là mát, nhanh mát luôn. Táp ly đều nhá. Vô lăng đều nhá. Vô lăng rất đẹp này, có nhìn này. Có đẹp không ạ? Đây. Còn những cái này là mờ theo năm tháng nhé các nhá. Đó, thì là bình thường thôi. Còn những cái vân này này, các nhìn này, những cái vân này. Đó là nguyên bản này. Nó nguyên bản hết này. Phần táp lô này, các nhá. Chủ xe độ thêm màn hình đây ạ. Cam lùi đầy đủ hết các nhá. Đây những cái này các nhá. Những cái sần xù này là trước đây họ có dán những cái hình ở trên đấy các nhá. Đó nên là khi em mua thì là họ bóc ra các nhá để họ dán vào cái mẫu xe của họ các nhá. Thì là họ lấy lại các nhá. Lấy lại cái hình đấy. Đây em về bên kia em quay cho các bác. Dòng này đi rất sướng các nhá. Động cơ 2.0 số sàn các nhá. 275 triệu các nhá. Quá hợp lý luôn các bạn. Tôi thật sự các bác quá hợp lý luôn ạ. Đảm bảo các bác xem là thích luôn. Tại vì xe nó đẹp lắm. Nói chung là thời điểm này các bác mua xe là rất là hợp lý luôn đấy nhá. Tại vì sao ạ? Nó rất là rẻ các bác. Nói chung thì cũng tùy chỗ thôi. Nhiều chỗ thì giá cả thì là vẫn như là bình thường thôi nhá. Nhưng mà đây ạ, chỗ em bây giờ nói chung là đưa ra giá toàn là giá hợp lý thôi các nhá. Hai nghìn lẻ mười G xịn các nhá. Nó đẹp từng chi tiết. Nó đẹp từng chi tiết luôn. Những cái này là nguyên bản nhá, không phải là sơn lại đâu nhá. Xe này thì là mới lấy về luôn nhá, chưa lên sóng luôn các nhá. Xe đẹp lắm các ạ. Keo chỉ zin cả xe luôn các nhá. Vâng, 275 triệu nhá. Đó, dòng này thì có gạt mưa đằng sau nữa, đầy đủ hết các nhá.
Tiếp tục mẫu xe nữa nhá. Mẫu xe này cũng mới lấy về này, chưa lên sóng luôn cơ nhá. Đó, mẫu xe này mới lấy về luôn. Đó, cũng lấy về cách đây là cũng lâu lâu rồi cơ nhá. Do là đợt dịch ấy là chưa lên sóng rồi nhá. Mazda 6 đời 2005 số tự động cơ nhá. Đây là số tự động ạ. Mazda 6 đời 2005 số tự động. Đó, thì mẫu xe này đã lên điều hòa tự động rồi cơ nhá. Đó, nhiều mẫu xe là Mazda 6 là vẫn là điều hòa cơ cơ nhá. Đó, nhưng mà mẫu xe này là số tự động rồi. Đời 2005 số tự động cơ nhá. Cái dòng xe này là động cơ 2.0 cơ nhá. 2.0. Mẫu xe này là phân khúc hạng D cơ nhá. Đó. Phân khúc hạng D luôn. Cùng phân khúc với Camry cơ nhá. Số tự động đây ạ. Ghế chỉnh điện đầy đủ hết cơ nhá, ghế chỉnh điện ạ. Vô lăng tích hợp bàn phím. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động cơ nhá, gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Chủ xe độ thiên cả cảm biến lùi đầy đủ hết cơ nhá. Cảm biến lùi đầy đủ hết. Dòng này đi cực kỳ đầm và chắc chắn, form dáng đẹp cơ nhá. Một trong những cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản thì nó khá là nổi tiếng rồi các nhá. Đến bây giờ đây đi nó vẫn còn rất là sướng các nhá. Mẫu xe này bên em bán mức giá là chỉ có 235 triệu thôi nhá. Tất cả cái giá đó là bên em bao rút hồ sơ luôn. Đó, tất cả cái giá em đưa ra là tất cả các xe là bên em đã bao rút hồ sơ rồi các nhá. Vâng, tiếp tục mẫu xe nữa, đây là mẫu xe Grand Tra các nhá. Grand Tra đến từ thương của Hàn Quốc các nhá. Được sản xuất năm 2008 số sàn của nhá. Mẫu xe này là động cơ 1.5. Các bác mua xe bên em là hoàn toàn yên tâm nhá, tại vì sao là bên em đều có cam kết hết các nhá. Xe đẹp đúng chất salon luôn các nhá. Nội thất đây ạ các bác nhá. Xe không taxi, không dịch vụ quá nhá. Đây cái lót sàn quá nhá. Đây là lót sàn này, đây ấy cái này là được đâu nhá. Táp ly đây ạ, lỉ liếc nguyên bản này. Xe còn khá là chắc chắn các nhá. Mời em đưa giá luôn cho các bác này, rất là hợp lý này, 126 triệu nhá. 126 triệu cho một mẫu xe Grand Tra 2008 số sàn các nhá. Xe là xe không taxi, không dịch vụ nhá. Tại vì sao ạ? Xe taxi nó rất là rẻ luôn đó nhá. Đó, nhưng mà đây ạ, mẫu xe này là không taxi, không dịch vụ nhá. Đó. Các bác mua những cái mẫu xe gia đình này về đi nó sử dụng nó yên tâm, nó không lo là phải sửa chữa thường xuyên đâu nhá. Tại vì sao là xe taxi là nhiều mẫu xe là đi nó hay bị hỏng vặt các nhá. Rồi, tiếp tục mẫu xe nữa đây ạ. À đây, em sẽ quay mẫu xe này ngoài nữa các nhá, ngoài này đây. Đây là cũng là Grand Tra này, cũng là xe gia đình này các nhá. Đây ạ. Mẫu xe này đời 2009 các nhá, 2009 ạ. 2009 số sàn các nhá.
động cơ 1.5, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc các nhá. Nội thất đây ạ. Nội thất đây các nhá. Dòng này form rất là đẹp đúng không ạ? Xe gia đình chuẩn 100% luôn các nhá, không taxi, không dịch vụ. Đó. Nói không với taxi các nhá, nói không với taxi ạ. Tại vì xe taxi nó rất là rẻ và nó kém chất lượng. Đây là mẫu xe gia đình. Cực kỳ chất lượng luôn các nhá. Máy zin keo, keo chỉ zin luôn, cả xe luôn các nhá. Tất cả đây, táp ly là nguyên bản hết các nhá. Vô lăng đây các nhìn này, đúng chất gia đình chưa ạ? Mà cái giá nó cũng rất là hợp lý thôi nhá, 139 triệu các nhá. Cho mẫu xe này các nhá, rất là hợp lý luôn đúng không? Quá hợp lý luôn. Chủ xe độ thêm mạng chrome ốp và đèn rồi các nhá. Đó, tất cả phần đèn mạng chrome kia là chủ xe độ thêm các nhá. Đây các bác xem, tất cả táp ly là giống nhau hết này. Nguyên bản hết này. Đó, những cái này bẩn này theo 5 tháng này, cọ sạch được các bác nhá, có thể sạch được. Đấy, các bác xem. Này. 139 triệu các bác nhá. Vâng, tiếp tục mẫu xe nữa nhá. Đây là mẫu xe Mercedes các nhá, Mercedes. E200 các nhá. Đó, Mercedes E200. Số tự động đời 2004 và đăng ký năm 2005. Mẫu xe này động cơ 1.8 các nhá. Đó. Được đánh giá là một trong những cái dòng mẹc tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Tại vì sao động cơ 1.8 các nhá. Mẹc thì rất nhiều bản, là hơn 2 chấm cơ, hơn 3 chấm, hơn 4 chấm, hơn 5 chấm, nói chung là nhiều bản lắm các nhá. Đó, 1.8 là hầu như là động cơ là động cơ thấp nhất rồi các nhá. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là khá là hợp lý các nhá. Form dáng thì khỏi phải chê rồi. Các nhá, form dáng của cái dòng này thì khỏi bàn rồi. Và option thì chả thiếu gì luôn rồi nhá. Đó. Túi khí quanh xe nhá, 6 túi khí an toàn, phanh ABS 4 bánh. Hai ghế trước là chỉnh điện 6 hướng nhá, 3 chế độ nhớ ghế. Rèm chắn nắng tự động, chốt cửa tự động, điều hòa tự động. Đó, nói chung là nhiều lắm các bạn, nhiều chức năng an toàn lắm các bạn. Đi rất là đầm và chắc chắn luôn các nhá. Nói chung là các bác nào kinh tế nói chung là bình thường thì vẫn có thể sử dụng được cái mẫu xe này các nhá. Tại vì sao là cái dòng Mercedes này em tư vấn rất là nhiều rồi các nhá. Mercedes thì là có nhiều loại bản, nhiều bản dòng Mercedes thì là cao cấp hoặc là những cái đồ nó đắt các nhá, đồ đạc nó đắt. Và riêng cái dòng Mercedes này ấy, thì đồ đạc của nó là không đắt không rẻ các nhá, cũng là bình thường thôi các nhá. Đó. Đi thì nó thật sự các bác là ngồi trên mẫu xe mẹc này đi rất là thích luôn ạ. Khá là thích luôn rồi nhá. Ghế zin các nhá, ghế zin luôn ạ. Số tự động các nhá. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản các nhá. Nói chung là nhiều chức năng lắm các bạn. Dòng này nhiều chức năng hiện đại lắm. Thì phần táp lô đây các bác xin ấy, cái dòng này táp lô rất là rộng và đẹp này. Hai vùng điều hòa các nhá. Được 3 vùng điều hòa độc lập các nhá. Các bác xem từ cánh cửa lại có một điều hòa này. Đằng sau kia.
Đẳng cấp lắm các bạn, đi dòng này đẳng cấp lắm. Đi rất sướng luôn. Và em báo giá luôn cho bác xem, tham khảo cái mẫu xe này nhé, cực kỳ hợp lý và cực kỳ rẻ luôn đấy nhá. Nói chung là bên em mẫu xe này bên em cắt lỗ nhá, cắt lỗ. Bây giờ bên em bán được giá là chỉ có 215 triệu nhá. Đó. Thực sự các bác, cái giá này nó trên thị trường là hiếm có rồi. Còn xe rất là chất lượng luôn đấy nhá. 215 triệu các bác nhá. Đó, mẫu xe này bên em là cắt lỗ luôn các nhá. Vâng. Tiếp tục một mẫu xe nữa nhá. Đây là mẫu xe Chevrolet Avel đời 2015, số tự động các nhá. Động cơ 1.5. Xe zin toàn tập có nhá. Đây các bác xem, xe còn khá đẹp này. 2015 có nhá, 2015. Đây là bản đủ nhá, bản đủ. Điều hòa tự động có nhá. Đó, điều hòa tự động đây ạ. Tại vì sao cái dòng này cũng có một bản thiếu là điều hòa cơ coi nhá. Đó, bản đủ nó là điều hòa tự động coi nhá. Đây là điều hòa tự động đây coi nhá. Đó, điều hòa auto này, số tự động này, vô lăng tích hợp bàn phím này. Xe còn khá mới coi nhá. Mẫu xe này có hỗ trợ trả góp ngân hàng coi nhá. Giá cực kỳ yêu luôn cho các bác, là chỉ còn 268 triệu thôi coi nhá. Đó, quá hợp lý luôn coi nhá. Nói chung là hôm nay bên em sẽ bán những cái mẫu xe, nhờ mẫu xe là thu hồi vốn và nhờ mẫu xe là cắt lỗ luôn coi nhé. 268 triệu cho mẫu xe Avel đời cao 2015 coi nhé. 2015, số tự động, bản đổ coi nhé. Một chủ từ đầu luôn coi nhé. Nội thất đẹp này, có nhìn thấy ạ. Chân lỉ nguyên bản này. Dòng này túi khí phanh ABS đầy đủ hết các nhá. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện các nhá. Vô lăng tích hợp bàn phím. La răng đúc đầy đủ hết các nhá. 268 triệu. Đằng sau đây ạ, chủ xe độ thêm cái đuôi lướt gió các nhá. Nhìn nó khá là thể thao nhá. Từ phần đèn đóm đây ạ. Từ phần mạng chrome đây. Keo chỉ zin, máy móc zin coi nhá. Xe không taxi, không dịch vụ coi nhá. Vâng, 268 triệu coi nhá. Tiếp tục mẫu xe này nữa coi nhá. Mẫu xe này cũng mới đi về rồi coi nhá. Đấy, mẫu xe này cũng mới đi về là chưa lên sóng luôn coi nhá. Một mẫu xe Ford Fiesta coi nhá. Ford Fiesta, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ coi nhá. Form dáng rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn coi nhá. Đời cũng khá là cao coi nhá. Đời 2011 coi nhá, số tự động. Động cơ 1.6 coi nhá. Đó. Mẫu xe này bên em mới lấy về chưa lên sóng luôn coi nhá. Chưa lên sóng luôn ạ. Mẫu xe được phủ màu sơn vàng cát các nhá. Vàng cát. Nhìn khá là lấp lánh luôn ạ. La răng đúc này, các nhìn này. Đó, đầy đủ hết. Xe nhang tích hợp trên gương. Túi khí phanh ABS các nhá. Đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Số tự động các nhá. Ford Fiesta đời 2011, số tự động. Động cơ 1.6 các nhá. Rồi xe độ thêm màn hình cam lùi đầy đủ hết, cảm biến lùi đầy đủ hết. Con này cũng biển Hà Nội này, nên là tất cả các bác nào ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn là mua con xe này là không mất 20 triệu tiền biển thôi nhá. Đó, còn tất cả các bác nào ở tỉnh lẻ mua con xe nào cũng được và biển số nào cũng được các nhá. Đó là em tư vấn luôn cho những bác là chưa hiểu các nhá.
Mẫu xe này bên em bán mức giá là 250 triệu các nhá, cực kỳ hợp lý luôn ạ. Đúng không ạ? Giá rất là hợp lý luôn các nhá. 250 triệu. Mẫu xe đời cao, số tự động các nhá, đi ra ngoài thì khỏi phải chê rồi các nhá. Khỏi phải chê rồi, số tự động các nhìn rất là mới này, các nhìn này. Đó. Thì các xem cái phần táp lô của cái dòng này nó có một cái phong cách riêng nhá. Những cái phần đầu đài này nhìn nó rất là đẹp luôn các nhá. Táp lô đây, các nhìn nữa. Quá đẹp luôn các nhá. Nói chung là những cái mẫu xe em đưa ra những cái giá này nó thật sự các bác là quá hợp lý rồi các nhá. Nội thất đẹp này, các bác nhìn này, quá là ok luôn. Có hợp lý không ạ? 250 triệu thật sự các bác này. Không thể rẻ hơn được nữa đúng không ạ? Đây các bác xem. Đẹp không? Vô lăng cũng rất là đẹp này. Quá đẹp luôn. Đầy đủ hết. Đây các bác xem từ phần dưới là con rất là mới luôn ạ. Quá hợp lý các bác. Giá quá hợp lý luôn. Bao rút hồ sơ các nhá. Đó, 250 triệu bao rút hồ sơ thật sự các bác này. Có hợp lý không ạ? Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh nhá và ấn nút thông báo để có thể thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật vào nhá. Vâng, 250 triệu các nhá. Tiếp tục một mẫu xe nữa, là đây là mẫu xe Ford Mondeo đời 2003 các nhá. Đó. Thì Ford Mondeo thì nó có hai bản các nhá, một bản là động cơ 2.5 và một bản là 2.0. Thì đây là mẫu xe động cơ 2.0 các nhá. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Ford Mondeo 2003 số tự động. Động cơ 2.0. Dòng này ngập tràn công nghệ rồi các nhá, không thiếu gì cả. Đầy đủ hết, không thiếu gì. Form dáng đẹp các nhá. 6 tư khí vòng quanh xe nhá. Phanh ABS 4 bánh. Chủ xe độ thêm màn hình cam lùi đầy đủ hết. À, em xin lỗi nhé, dòng này là 4 tư khí thôi nhé. Dòng này là 4 tư khí. Có, còn dòng động cơ 2.5 là 6 tư khí thôi nhé. Nội thất đẹp này, các bác nhìn này. Đi dòng này nó lợi thế hơn cái dòng 2.5 là cái gì ạ? Nó tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa nhá, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn ạ. Và form dáng thì nó như nhau đấy ạ, các nhìn là form nó giống như nhau ạ. Mẫu xe này bên em bán thu hồi vốn rồi nhé, 139 triệu nhé, 139 triệu ạ. Quá hợp lý đúng không ạ? Cực kỳ hợp lý luôn. Các bác nhé. Mẫu xe này đi rất là chắc chắn luôn rồi nhé. Form dáng đẹp. Xe bên em đều có bao cam kết luôn rồi nhé. Tất cả xe bên em bán ra này các bác hoàn toàn yên tâm rồi nhé. Đó, đúng chất xe salon luôn rồi nhé. Đó, đúng chất luôn ạ. Đúng chất xe đẹp luôn ạ. Mondeo nhé, 139 triệu ạ. Vâng, tiếp tục mẫu xe nữa đây ạ. Đây là mẫu xe Mercedes nhé, Mercedes ạ. C180 đời 2004 và đăng ký năm 2006 nhá. Đó, đời 2004 và đăng ký năm 2006 nhá. Đời 2004 và đăng ký năm 2006 này, form mới các nhá. Đó, động cơ 1.8 số tự động các nhá. Đó, Mercedes C180 đời 2004 nhá. Và đăng ký năm 2006, số tự động, động cơ 1.8.
thì mẫu xe này bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi nhá. Đây ạ, hồ sơ cầm tay rồi, đã tháo biển và rút hồ sơ rồi. Nên là nhiều bác cứ hỏi là bảo tại sao lại tháo biển, mà những cái mẫu xe nào tháo biển ra rồi là đã rút hồ sơ rồi nhá. Tại vì sao phải gửi biển số đi? Nên phòng cảnh sát thì họ mới cấp cho cái bộ hồ sơ thôi nhá. Đó. Là răng đúc nhá. Đây em về đằng sau này nhá. Sáu tuy khi an toàn rồi nhé, phanh ABS 4 bánh đầy đủ hết, vô lăng tích hợp bàn phím. Đây là mẫu form mới nhé. Đó, cái dòng này thì cực kỳ lành xe rồi, là một trong những cái dòng mẹt là tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn đó. Và đồ đạc phụ tùng của cái dòng này thì không đắt không rẻ, là bình thường luôn, đồ đạc bình thường thôi nhé, đồ đạc cũng sẵn có thôi. Xe quá đẹp luôn ạ, và tắp lô đấy ạ. Hai vùng điều hòa các nhé, trước sau đầy đủ hết. Hai ghế trước là chỉnh điện 6 hướng, 3 chế độ nhớ ghế các nhé. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Các bác xem đẹp không ạ? Nội thất rất là sáng sủa luôn ạ. Form mới các nhé, đó, Mercedes form. Form mới luôn các nhé. Rèm chắn nắng tự động đầy đủ hết, đầu CD 6 đĩa nguyên bản các nhé. Từ phần sàn kia các nhé, sàn kia là 5D hết rồi nhé. Từ phần nót sàn là 5D hết rồi. Được. Mẫu xe này bên em cắt lỗ cho bác nhé, cắt lỗ cho bác là chỉ còn 192 triệu thôi. Đó, cái giá đó là cái giá cắt lỗ rồi coi nhé, quá hợp lý rồi coi nhé. Đây thì phần đèn đây, nguyên bản hết này. Để đón đây nhé. Vâng, tiếp tục mẫu xe nữa nhé. Chevrolet Aveo đời 2013 và đăng ký năm 2004, số sàn coi nhé, số sàn động cơ 1.5. Tư nhân một chủ từ đầu luôn coi nhé. Nội thất điện thì dòng này túi khí phanh ABS đầy đủ hết đấy nhé. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện đầy đủ hết, form mới rồi coi nhé. Đó, tại vì sao là nhiều mẫu xe đời 2013 của nó là vẫn là form cũ nhá. Đó, form cũ thì là không có túi khí và không có phanh ABS coi nhé, không có gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Đó, đây là mẫu xe bản đũa nhá, bản đũa. Đây các bác xem, để phân biệt bản thiếu hay bản đũa là các bác nhìn mỗi một phần mặt ca đăng này, các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn này. Đây là form mới này, form mới này, đời 2013 và đăng ký năm 2014 này, một chủ từ đầu này, form mới này các nhá. Đây các bác nhìn này, từ phần la răng kìa, la răng đúc kìa, đó. Đây là form mới các nhá. Nội thất đây các nhé, nội thất đẹp này, vô lăng này, không gì. Các bác xem từ cái đinh chốt thì còn mới leng keng này. Máy zin keo chỉ zin coi nhá. Nó xe là không đâm đụng, không ngập nước coi nhá. Giá em đưa ra cũng cực kỳ hợp lý thôi, 197 triệu bao rút hồ sơ coi nhá. 197 triệu bao rút hồ sơ coi nhá. Giá là vô cùng hợp lý rồi coi nhá. Đó. Tư nhân một chủ từ đầu, xe không đâm đụng, không ngập nước coi nhá. Máy zin keo chỉ zin coi nhá. Đó, tất cả bên em đều có cam kết cho bác hết nhá coi nhá.
Nên là các bác mua xe bên em là hoàn toàn yên tâm nhá, về chất lượng. Đeo chỉ zin cả xe luôn rồi nhá. Từ phần đinh, đinh phần ốc này mới cứng này. Keo chỉ zin này các nhỉ. Những con xe nào keo chỉ zin này em bảo zin luôn các nhá, nó không phải quay keo chỉ em gì cả, là chuẩn xác luôn cho bác, là chuẩn chỉ luôn. Nội thất rất đẹp coi nhá. Đúng không ạ? 197 triệu coi nhá. Bao rút hồ sơ coi nhá. Đằng sau đây ạ. Trần nguyên bản, trần lỉ đây coi này. Rất là căng, rất là đẹp này. Động cơ 1.5 số sàng nhé, Avel. Tiếp tục nữa các nhé, đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze các nhé, Chevrolet Cruze đời 2014 các nhé, số tự động. Động cơ 1.8 các nhá. Đó, Chevrolet Cruze đời 2014, số tự động, động cơ 1.8. Tất cả là mẫu Chevrolet này là của Mỹ các nhá. Từ trước nay thì là ngày xưa thì là của Hàn Quốc các nhá. Đó là của hãng Daewoo. Đó, nhưng mà sau này là cái hãng Daewoo đấy bán cho hãng Chevrolet các nhá. Nên là nhiều bác rất là không hiểu hay bình luận là bảo là một con xe gì và mấy hãng đúng không ạ? Đó là em tư vấn luôn cho các bác. Đây là mẫu xe Chevrolet Cruze đời 2014, số tự động, một chủ từ đầu các bác nhá, một chủ từ đầu luôn ạ. Máy zin keo chỉ zin các bác nhá, máy zin keo chỉ zin. Xe không đâm đụng, không ngập nước. Mẫu xe này đi cũng rất là sướng luôn, cực kỳ đầm và chắc chắn các bác nhá. Form dáng thì khỏi bàn rồi các nhá, form dáng của cái dòng này thì khỏi bàn rồi. Form dáng rất đẹp luôn. Dòng này rất đầm luôn. Mẫu xe này bên em báo giá luôn cho các bác là cực kỳ hợp lý luôn, 322 triệu bao rút hồ sơ các nhá. 322 triệu bao rút hồ sơ. Giá thu hồi vốn luôn đấy các nhá. Đây các bác xem, nội thất đẹp này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Vô lăng tích hợp bàn phím. Túi khí phanh ABS đầy đủ hết các nhá. Đó. Chốt cửa tự động luôn, gương kính chỉnh điện. Gương gập điện đầy đủ hết. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản các nhá. Xe còn mới leng keng luôn ạ. Từ phần đinh bấm này các bác nhìn mới leng keng. Cực mới luôn ạ. Nội thất đẹp đúng không ạ? Trần nguyên bản, trần lỉ nhá. Đó, nguyên bản luôn, rất đẹp luôn. Ba trăm hai mươi hai triệu nhé, bao rút hồ sơ cho các bác, giá vô cùng hợp lý luôn rồi nhé, xe là cam kết luôn cho bác là xe đẹp luôn rồi nhé. Vâng, tiếp tục một mẫu xe nữa nhé, đây là mẫu xe Lancetti nhé,
Đó. Được sản xuất năm 2009 và đăng ký năm 2010 có nhá. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc có nhá. Động cơ là 1.6 có nhá, 1.6 ạ. Form dáng cũng rất là đẹp luôn có nhá. Thì được trang bị túi khí phanh ABS đầy đủ hết cơ nhá, gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Chủ xe được thêm màn hình cam lùi đầy đủ hết cơ nhá. Đó. Đời 2009 và đăng ký năm 2010 cơ nhá. Số sàn cơ nhá. Đó, đời 2009 và đăng ký năm 2010, số sàn. Các bác xem nội thất cũng khá là rộng rãi và sạch sẽ luôn rồi nhá. Tất cả đằng sau đây ạ. Phần đèn điện rất là sáng này. Đây, chủ xe độ thêm phần la răng đúc nhá. Nó còn nguyên bản ấy, thì nguyên bản thì cái dòng này thì là không có la răng đúc đâu cô nhá. Đó, đây là chủ xe họ độ thêm thôi. Còn nguyên bản của cái dòng này là la răng sắt cơ nhá. Và phần mặt ca đăng này là chủ xe cũng độ thêm của cái form cruise các nhá. Đó. Đây ạ, có nhìn ạ. Độ thêm form y hệt cruise này. Đó, độ y như form này luôn ạ, như form cruise luôn ạ. Còn nguyên bản của cái dòng này thì cái mặt ca đăng này nó khác các nhá, mặt ca đăng kia nó khác. Form dáng rất đẹp luôn ạ. Máy zin keo chỉ zin có nhá. Xe không đâm đụng, không ngập nước. Bên em đều có cam kết luôn rồi nhá. Đây, em mở cửa. Mẫu xe này bên em bán mức giá là cũng cực kỳ hợp lý luôn cơ nhá. Rất rất hợp lý luôn ạ. Em xin báo giá là 205 triệu cơ nhá. Cực kỳ hợp lý luôn. 205 triệu. Vô lăng đây. Không nhỉ, vô lăng đẹp ạ. 205 triệu thật sự bác quá hợp lý rồi cơ nhá. 205 triệu thôi cơ nhá. Full đồ rồi coi nhá. Vâng, tất cả vừa rồi là em báo giá tất cả những mẫu xe nhá. Hiện tại cửa hàng em đang có nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng Bắc Giang nhá, Yên Dũng Bắc Giang ạ. Dạ vâng, một lần nữa em yêu tô xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.